tuyển tập yếu đương đứt phần phụt vì bạn gái khác xa trên hình người ta bảo nếu muốn thử cảm giác mạnh bạn có thể nhớ đến với bộ môn mua hàng online hoặc nhờ thợ tóc cắt tóc y hình cả hai trải nghiệm này nếu có điểm chung là thứ bạn tưởng tượng và hy vọng chưa chắc đã giống với thứ mà bạn nhận được thực tế nhưng mà ngoài hai trải nghiệm trên thực chất vẫn còn một trải nghiệm nữa có thể giúp bạn cảm nhận tâm trạng thấp thòm háo hức lắm rồi thất vọng nhiều đó chính là hẹn hò qua mạng rất nhiều cá trừ kịp mặn nồng đã cực toang liên quan đến chuyện yêu online thời gian gần đây một lần nữa làm người ta hoang mang tìm tình yêu bây giờ chẳng lẽ khó đến thế sao nếu có cuộc thi dành cho những trải nghiệm có tính rủi ro cao nhất thì việc hẹn hò qua mạng chắc hẳn sẽ may mắn giặt dài chẳng thế mà anh chàng trong câu chuyện dưới đây lại phải tự mình trải qua cảm giác lên bồng xuống trầm đến thế theo chia sẻ chàng trai này và bạn gái tình cờ quen nhau qua một lần comment dạo trên mạng đầu tiên chỉ là nói chuyện bình thường nhưng do cảm thấy rất hợp nhau, nên cả hai đã kết bạn. Khoảng thời gian ấy kéo dài 7 tháng, lần nào nói chuyện, cô gái đều tắt cam và nói muốn dành cho chàng trai một điều bất ngờ khi gặp nhau. Ban đầu, nam chính cảm thấy rất may mắn vì quen được một cô nàng xinh đẹp cỡ này. Lừa gần rơm lâu ngày cũng bén, chàng trai quyết định chơi lớn tỏ tình gián tiếp qua tin nhắn, và cô gái cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý luôn. Vì khoảng cách giữa hai thành phố cặp đôi sinh sống khá xa, nên phải mất thêm một thời gian nữa, một buổi hẹn gặp mới được set up thành công. Năn nỉ ôi mấy ngày trời, nam chính mới xin được bạn gái mình một tấm selfie để nhận mặt. Lúc nhìn thấy gương mặt bạn gái, thanh niên xúc động muốn khóc vì cô vô cùng xinh đẹp. Hồi hộp chờ đợi, không tài nào ngủ được là tâm trạng của nam thanh niên khi sắp được gặp người trong mộng. Thế nhưng mọi cảm xúc ấy đã hóa thành hụt hẫng và bất ngờ vào giây phút cô gái xuất hiện. Lý do vì người đứng trước mặt chàng trai hoàn toàn khác so với anh, mà anh chàng được thấy trước đó. Khác với vẻ ngọt ngào xinh đẹp, cô gái ngoài đời ăn mặc lối thôi, da rẻ cũng không quá trắng trẻo lại đeo thêm cặp kính dày cục trông khá kém sắc. Dù rất đau đớn nhưng chàng trai thừa nhận có lẽ mình cũng trở thành nạn nhân của hẹn hò online mất rồi. Tình huống giờ khóc giờ cười này đã thu hút rất nhiều bình luận trái chiều của mọi người. Chuyện là nam chính có tình cờ quen một cô gái qua mạng xã hội, ở thời điểm mà bạn bè của bạn đều đã có bổ hoặc thậm chí đã kết hôn hết thì việc có một cô gái giọng hay dịu dàng trò chuyện thông minh ngày nào cũng chat chít với bạn chắc chắn sẽ khiến bạn rung động thôi và chàng trai này không phải ngoại lệ cũng giống những cặp đôi hẹn hò online khác cả hai phải chuyện trò và bàn bạc rất lâu mới quyết định được ngày gặp mặt trực tiếp chàng trai vô cùng háo hức vì sắp gặp được người thương nhất là khi cô còn gửi sẵn một bức hình bản thân trong chiếc váy đen mà cô sẽ mặc lúc cả hai gặp gỡ Chàng trai đã vô cùng hạnh phúc khi biết bạn gái mình xinh như hát gơn. Thế nhưng hiện thực dường như luôn muốn trêu ngươi người ta. Bởi lẽ cô bạn gái qua mạng mà anh chàng vẫn luôn nghĩ là Mỹ nữ hóa ra ngoài đời trông chẳng liên quan gì đến ảnh hết. Ngoài chiếc váy đen y hình, chàng trai gần như không thể nhận ra bạn gái mình. Cô nàng thực tế trông mập mạp hơn, luống tuổi hơn, đến cả hành xử, cách ăn uống cũng chẳng dịu dàng, nhẹ nhàng như những gì trước đó cô thể hiện. Thực tế, cô bạn gái trông dừ và kém sắc hơn trong ảnh rất nhiều, Tới lúc này, chàng trai biết bản thân bị lừa rồi. Ngậm ngùi trả tiền bữa ăn, chàng trai xin phép về sớm và đã block luôn mọi liên lạc với cô gái từ lúc ấy. Về phần cư dân mạng, sau khi đọc được câu chuyện giờ khóc giờ cười của nam chính, thì cũng chỉ biết ăn ủi anh chàng lần sau nên cẩn thận một chút. Trường hợp của anh chàng trong câu chuyện này cũng cùng mâu tiếp như trên. Anh chàng tình cờ quen một cô gái trên mạng xã hội, cả hai đã làm quen và trò chuyện rất vui vẻ. Thế rồi vì đều có ý với nhau nên họ quyết định hẹn hò online một thời gian. Trong thời gian hẹn hò, cả hai có trao đổi ảnh với nhau và chàng trai đã vô cùng vui vẻ khi biết bạn gái mình sở hữu nhan sắc cực xinh đẹp. Với mái tóc dài, nước da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, thực sự gọi cô là mỹ nhân cũng không quá. Điều này càng khiến anh chàng cảm thấy mình vớ được vàng và muốn nhanh chóng tiến tới mối quan hệ chính thức hơn. Hình ảnh cô gái gửi trước đó cho thấy cô thực sự rất xinh đẹp. Sau tận 8 tháng yêu đương online cùng vô vàn lời đề nghị từ phía nam chính, cặp đôi mới có một buổi hẹn gặp ở ngoài. Và nào ai ngờ đâu buổi gặp đầu tiên lại hóa buổi gặp cuối cùng. Lý do là bởi làm gì có mỹ nhân nào ở đây đâu, trước mắt chàng trai là một người với làn da ngăm đen, đôi mắt hơi sách, nói chung là chẳng liên quan gì đến ảnh mạng. Nhưng thực tế phũ phàng quá đi. Thất vọng cùng cực, chàng trai cố ăn cho xong bữa cơm rồi bỏ về. Đọc được câu chuyện cũng như xem hình ảnh chàng trai gửi kém, ai nấy đều không nhịn nổi cười. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.